Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Gỗ Quý. Trong video hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cho các bác một bộ sản phẩm nghê phượng với kích thước hàng chân 14 cột 12. Và đây là một đơn đặt hàng của một chú khách ở Hải Phòng thì cũng đã đặt từ đầu năm đến giờ. Bộ sản phẩm nghê này thì em đã cất cho chú từ dịp đầu năm rồi. Đấy, và chiếc kệ tivi này thì em cũng vừa mới hoàn thiện lên. Đấy. Và bộ sản phẩm combo sản phẩm này có điều gì đặc biệt và kích thước như nào, sẽ kê ở trong những không gian phòng khách là bao nhiêu mét vuông thì các bác cùng theo chân em xem hết cái đoạn video của em ngày hôm nay nhé. Với một bộ bàn ghế thì hiện tại là cơ sở em làm bao gồm là có 6 món và bộ sản phẩm nào cũng vậy. Tùy những bộ, với những bộ 8 món hay là 10 món thì các bác phải đặt hàng trước. Đầu tiên thì với phần chi tiết đoạn dài thì em làm chiều dài là 2m30. Chiều dài của bộ sản phẩm này là chiều dài đoạn của bộ sản phẩm này là 2m30. Và đây là dáng nghê phượng. Dáng nghê phượng thì bao giờ cái giá nó cũng cao hơn với dáng nghê bảo đỉnh. Và toàn bộ trương các bác thấy là trương này em làm là trương liền này. Toàn bộ là trương liền nguyên khối. Và vách tựa lưng thì cũng là liền tấm. Đấy, vách tựa lưng cũng là liền nguyên một tấm. Như bộ sản phẩm này em đang quay thì đây là dáng chân 14. Các bác có thể kê ở những cái không gian phòng khách từ 30, đấy, từ 25 đến 30 mét vuông. Và tất nhiên rồi, bộ sản phẩm này thì em làm hàng rất là dày dặn, tức là hàng khuôn tranh 4 ván 2. Đoạn dài vừa nãy thì cái chi tiết đoạn dài thì em giới thiệu về phần trương rồi. Còn cái phần vách tựa lưng thì các bác thấy là em làm vách tựa lưng liền tấm và có đục từ hình ảnh tứ linh. Đối với phong thủy, hình ảnh nghê là một hình ảnh mang lại chiêu tài lộc, thu hút tài lộc và mang lại những cái điều may mắn cho gia chủ. Và song song bên đó, hình ảnh tứ linh là những hình ảnh là những cái linh vật linh thiêng của trời đất. Ví dụ như là long ly quy phượng thì mỗi một linh vật nó lại có một ý nghĩa riêng biệt. Những cái bộ sản phẩm như nghê này thì các bác sử dụng sẽ không sợ là bị quá là dữ hay là phạm phải cái gì đâu ạ. Bởi vì thực ra là cái hình tượng nghê là lấy cảm hứng từ cái hình tượng rất là đơn thuần, đó chính là hình tượng con chó cún trong nhà thôi. Đấy, nhưng mà không ai mà đục tự nhiên đục chó lên trên một cái sản phẩm nghệ thuật cả, cho nên là nó được biến tấu ra hình ảnh con nghê như này. Và đây là bộ sản phẩm em đục máy, toàn bộ sửa bằng tay. Đấy, trương thì là trương liền, vách lưng liền và tay nghê là tay nghê nguyên con các bác nhé. Tay nghê là tay nghê nguyên con. Tất cả những cái phần yếm hay là những cái phần mép ghế đều được là tạo những cái điểm nhấn rất là đẹp. Bàn cũng như vậy. Và đối với một bộ sản phẩm 6 món như thế này thì em sẽ tặng kèm cho các bác theo đơn hàng, đó là kính bàn và kính đôn. Đấy, kể cả là kính thì em cũng làm kính là kính một phân. Và tất cả những cái kính thì em đều có vén cong như là mặt bàn hay là những cái điểm nhấn này thì đều làm theo những cái mép mặt bàn hết. Nên là các bác yên tâm nhé. Và kính là kính mài mỏ vịt. Toàn bộ bàn thì là có 2 ngăn kéo và đôn là có 1 ngăn kéo. Đấy, chân thì em làm là đầu lân và chân móng. Đây là bộ sản phẩm mà em đã giữ hàng cho bác khách từ đợt đầu năm đến tận bây giờ là bác mới xong nhà là để bán giao cho bác. Và cả mặt trước và cả mặt sau đây ạ. Đấy, bộ nghê thì luôn luôn là một cái mẫu sản phẩm mà rất là nhiều chi tiết đục chạm và em thường thường là em đục tứ diện. Đấy, riêng với nghê thì em sẽ đục tứ diện. Toàn bộ những cái chi tiết đục chạm của nghê thì nó rất là cầu kỳ. Mặt bàn thì là đục tứ linh. Mặt bàn là đục tứ linh các bác nhé. Và kèm theo cái bộ sản phẩm này là một chiếc kệ tivi cột nho. Nó cũng rất là phù hợp với tổng thể cái bộ sản phẩm. Chiếc kệ tivi này thì em làm rất là dày dặn. Đấy, hàng dày các bác nhé. Hàng dày và ngăn tay cầm thì là tay cầm quả dưa. Đấy, hàng rất là dày vân trọn. Và bình thường kệ cột nho thì sẽ là kệ lõm, nhưng với chiếc kệ này thì là bác khách hàng của em đặt là kệ mặt phẳng. Đấy, cho nên là em hiện tại là em làm theo yêu cầu là toàn bộ là mặt phẳng hết này. Và kệ cột nho này thì dài là 2m4, cao là 81 phân và sâu là 45 phủ bì, với giá trị là 16.800.000 một chiếc kệ cột nho chất liệu cũ hương đá như này, và đã hoàn thiện xong xuôi hết rồi. Đấy, các bác nào mà có quan tâm đến những cái combo sản phẩm như này thì có thể là liên hệ hoặc là đến trực tiếp cơ sở em nhé. Địa chỉ là ở đối diện công ty giày da thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và số điện thoại thì em đã có ghi ở phía dưới góc bên trái màn hình. Tất cả sản phẩm thì em sẽ miễn phí vận chuyển 50 cây số và bảo hành sản phẩm trong vòng 5 năm. Ngoài ra thì có một đổi một trong vòng 30 ngày, tặng kính bàn, kính đôn, rất là nhiều chế độ. Cảm ơn các bác đã theo dõi tới cuối video của em ngày hôm nay ạ. Kính chúc các bác có một sức khỏe và gia đình thật là ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video lần sau.